chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Tôi Hạnh Phúc. Mình là Kim Phú, rất vui vì được đồng hành cùng với các bạn trên hành trình tìm kiếm chính mình, tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ở trong chính chúng ta. Các bạn thân mến, trong tập phát sóng đặc biệt lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề vô cùng thú vị. Bạn là người hướng nội, hướng ngoại hay hướng lung tung? Các bạn thân mến, xã hội hiện đại chia con người chúng ta ra làm thành hai nhóm tính cách phổ biến, đó là hướng nội và hướng ngoại. Hai nhóm tính cách này khác nhau ở cách xử lý thông tin, tương tác với thế giới, cũng như là động lực và phương pháp tái tạo năng lượng. Vậy có bao giờ bạn tự cảm thấy rằng mình không hoàn toàn thuộc về hai nhóm người trên? Hoặc nếu có, thì bạn có cả tính cách đặc trưng của cả hai nhóm người hướng nội và hướng ngoại? Kết quả của câu trả lời này đó chính là tính cách của con người thực ra còn có một trạng thái nữa, không hướng nội nhưng cũng không hẳn hướng ngoại. Đó là dấu hiệu của một kiểu người hướng trung. Và không ở đâu xa, chính Kim Phú cũng là một ví dụ về một người hướng trung điển hình. Trước đây mình cũng đã từng tìm hiểu liệu bản thân mình là người thuộc hướng nội hay hướng ngoại. Mình làm những bài test trên mạng xã hội, kết quả mình nhận được đó là mình có 50% hướng nội và 50% hướng ngoại. Sau đó để khách quan hơn thì mình cũng có đi tìm hỏi những người bạn xung quanh của mình. Kết quả lại một lần nữa khiến mình bất ngờ. Một số người thì cho rằng tính cách của mình khá trầm tính, ít nói hay thậm chí là khó gần. Nhưng một số người khác lại cho rằng mình khá là hoạt bát, lanh lẹ, vui vẻ cũng như là tràn đầy năng lượng. Vậy các bạn có biết rằng đấy cũng chính là dấu hiệu của một người hướng trung điển hình? Bên cạnh đó thì người hướng trung cũng có tiềm năng trên nhiều những lĩnh vực khác nhau, giúp cho họ có nhiều những sự lựa chọn, những cơ hội trên chặng đường phát triển bản thân. Nhưng không phải vì như thế mà các tính cách cực hướng nội hay cực hướng ngoại là không tốt hay không hạnh phúc đâu nhé. Mỗi người, mỗi tính cách đều sẽ có cách trải nghiệm và định nghĩa về hạnh phúc khác nhau. Bạn hướng nội, hướng ngoại hay hướng trung thì bạn vẫn là chính bạn. Tính cách là một phần tạo nên con người của bạn. Không có nhóm tính cách đúng hoặc sai. Điều quan trọng là bạn biết bản thân mình đang ở đâu, bạn đã làm được gì và đích đến của bạn là ở đâu. Và cuối cùng, dù bạn là người hướng nào đi chăng nữa, thì hãy luôn là chính mình, biết thể hiện mình, tin tưởng vào bản thân. Đừng cố tìm kiếm những hình mẫu lý tưởng hay thành công ở bên ngoài, rồi ép mình trở thành một phiên bản thứ hai của nó, bạn nhé. Và thông điệp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tôi Hạnh Phúc số đặc biệt của tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.